Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Chatcoin Việt Nam. Và trong số trước của series Kiến thức Crypto cơ bản, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lý thuyết DAO, cùng với đó là 6 nguyên lý cơ bản của thuyết này. Chúng mình mong rằng qua hai phần của video đó sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách vận động của thị trường để từ đó có thể quyết định thời điểm tham gia đầu tư crypto hiệu quả nhất. Nếu như bạn nào chưa xem được video đó thì có thể nhấn vào phần gợi ý ở góc bên phải màn hình để xem lại. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo đến từ chúng mình. Như các bạn cũng đã biết thì trong bất kỳ thị trường tài chính nào, Fed luôn là cái tên được liên tục nhắc đến bởi những quyết định của Fed luôn mang đến những ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế của nhiều quốc gia. Là một nhà đầu tư crypto, chắc chắn bạn đã từng nghe mọi người liên tục nhắc về thông báo lãi suất cũng như các cuộc họp quan trọng của Fed để lường trước các biến động sắp tới của thị trường đúng không nào? Thế nên trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua về Fed và trả lời cho câu hỏi tại sao các quyết định của Fed lại tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính như vậy? Fed là gì? Các chính sách của Fed tác động như thế nào với nền kinh tế? Đầu tiên, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đơn giản nhất về Fed là gì và lý do tổ chức này được hình thành. Fed, Federal Reserve System, hay Cục Dự trữ Liên bang là Ngân hàng Trung ương Mỹ thành lập từ ngày 23 tháng 12 năm 1913. Vào năm 1910, vì lo ngại khủng hoảng tài chính và kinh tế, khiến cho giới tinh hoa Mỹ tin rằng cần phải thay đổi hệ thống ngân hàng quốc gia. Fed ra đời từ đó với mục tiêu duy trì chính sách tiền tệ cho Mỹ, linh hoạt, an toàn, ổn định. Thành phần của Fed bao gồm Hội đồng Thống đốc do Tổng thống Mỹ đề cử, Thượng viện thông qua, Ủy ban thị trường mở, 12 ngân hàng ở các thành phố lớn. Hiện tại, Jerome Hayden J. Powell là Chủ tịch thứ 16 và hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang kể từ tháng 2 năm 2018. Cục Dự trữ Liên bang gần như là một trong số ít các ngân hàng trung ương quyền lực nhất trên thế giới, là nơi duy nhất được in tiền đô la Mỹ, đưa ra các chính sách tiền tệ và không chịu bất cứ kiểm soát hay quyết định nào từ chính phủ. Đóng một vai trò độc lập, mặc dù vẫn chịu trách nhiệm bởi cơ quan hành pháp. Các chính sách tiền tệ của Fed không chỉ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia khác. Tại sao Fed lại có thể tác động đến nền kinh tế toàn cầu mạnh mẽ đến như vậy? Đô la Mỹ được xem là đồng tiền dự trữ quốc tế và tiền tệ thanh toán chính trong giao dịch thương mại quốc tế và có mặt trong tất cả các hệ thống ngân hàng trên thế giới từ lớn tới bé, từ ngân hàng châu Á cho tới châu Phi, từ châu Âu tới châu Úc. Vì đồng tiền này chiếm vị trí chi phối trong hệ thống tiền tệ quốc tế, nên hầu hết các mặt hàng quan trọng trên thị trường thế giới như dầu mỏ, vàng đều được định giá bằng USD. Mà Fed lại là tổ chức duy nhất trên thế giới được in thêm tiền đô la Mỹ và đưa ra các quyết định về tăng giảm lãi suất tiền tệ. Cho nên, việc kiểm soát USD của Fed cũng khiến cho thị trường toàn cầu bị kiểm soát gián tiếp, cho nên tất cả các quyết định của Fed đều tác động đến nền kinh tế thế giới. Các công cụ tác động chính sách tiền tệ của Fed bao gồm thay đổi lãi suất, tăng hoặc giảm lãi suất, mua và bán trái phiếu chính phủ. Mua trái phiếu chính phủ sẽ làm tăng lượng tiền lưu thông, điều này dẫn đến lãi suất giảm và ngược lại. Quy định lượng tiền mặt dự trữ ở các ngân hàng cấp dưới. Nếu số lượng dự trữ lớn khi đó, phần cho vay sẽ giảm đi, vay mượn khó hơn và lãi suất tăng lên. Ngày 26 tháng 1 năm 2022 vừa qua, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở biên độ 0 đến 0,25%. Đây là lần thứ 15 liên tiếp Fed không điều chỉnh lãi suất. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng Fed có thể sẽ có một đợt tăng lãi suất vào tháng 3 sắp tới trong bối cảnh lạm phát đang gây sức ép rất lớn đối với nền kinh tế chung. Vậy việc Fed tăng lãi suất trong thời gian sắp tới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường crypto? Lưu ý là việc tăng lãi suất của Fed đương nhiên sẽ gây ra nhiều tác động và dẫn đến nhiều hệ quả. Tuy nhiên ở trong video này sẽ chỉ nêu ra một số hệ quả mà chúng mình cho rằng đây sẽ là những lý do chính khiến cho thị trường crypto bị biến động. Việc tăng lãi suất thông thường sẽ gây ra những tác động chính lên thị trường như sau. Trong ngắn hạn, dòng tiền thường có xu hướng bị rút bớt ra khỏi các kênh đầu tư rủi ro cao như crypto, chứng khoán hay bất động sản để quay lại những kênh đầu tư ít rủi ro hơn như là tiền gửi ngân hàng, khiến cho nhiều thị trường tài chính crypto, chứng khoán bị giảm. Điều này chúng ta cũng thấy rõ qua việc thị trường crypto và chứng khoán có những cuộc điều chỉnh trước những tin đồn tăng lãi suất từ Fed. Tiếp đó là khi tăng lãi suất, các doanh nghiệp đương nhiên sẽ phải trả lãi vay cao hơn, từ đó sụt giảm lợi nhuận và khiến cổ phiếu đi xuống. Các doanh nghiệp không chỉ bị ảnh hưởng bởi chi phí đi vay cao hơn, mà họ còn phải chịu những tác động bất lợi của việc thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng bằng cách tăng tỷ lệ tính phí trên khách hàng ở các sản phẩm trên dịch vụ của mình. Cả hai yếu tố này đều có thể ảnh hưởng đến thu nhập và các thị trường tài chính khác như cổ phiếu hay crypto. Cho nên, có thể thấy việc theo dõi các tin tức từ tổ chức quyền lực nhất trên thế giới, Fed, cũng là một trong những cách mà người mới nên quan tâm để lường trước được các biến động từ lý do vĩ mô của thị trường.
Và đó là toàn bộ thông tin về Fed mà chúng mình muốn gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay. Và hy vọng video này sẽ cung cấp nhiều kiến thức đến cho mọi người. Nếu thấy nó hay và bổ ích, hãy tiếp thêm động lực cho chúng mình bằng cách để lại một like và một đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.